Kỳ Lân trân trọng giới thiệu đến tất cả quý khách một sản phẩm mới, một mã sản phẩm mới thời trang mới. Đây chính là túi xách Kylan Himalaya. Đây là mã sản phẩm mà Kỳ Lân rất tâm đắc, rất là thích thú và rất là dùng từ đã, vì mẫu này Kỳ Lân đã kết hợp nhiều yếu tố để tạo thành một cái mã sản phẩm vô cùng đặc biệt. Từ độ cong ở đáy và độ cái nắp, phần nắp của cái túi nó cũng có một cái sự tinh tế về độ cong, và đặc biệt là cái khóa này nó vô cùng hợp và nó tạo nên một cái điểm nhấn đặc biệt ở dưới là một cái logo. Logo này chính là cái logo vương miện của Kỳ Lân Luxury. Logo này được chế tác từ vàng nguyên khối và 3 viên kim cương vuông. Và logo vương miện chính là biểu trưng của sự đẳng cấp, cao quý, sang trọng, quyền lực, và đặc biệt là logo vương miện này thể hiện sự dẫn đầu cuộc chơi trong các sản phẩm, dòng sản phẩm luxury cao cấp. Và toàn bộ bề mặt da này, bề mặt da bên ngoài này của chiếc túi siêu dễ thương, rất dễ thương và đẹp tuyệt vời này, Kỳ Lân tuyển chọn đó chính là da cá Alligator Himalaya. Và da cá này được thuộc da bởi công ty này chuyên thuộc da cho các hãng thời trang lớn như là của LV và Hermès. Công ty này chuyên thuộc da cung cấp cho LV và Hermès, cho nên là chất lượng da thì không cần phải bàn, bởi vì đây là chất lượng tiêu chuẩn quốc tế rồi. Và một điều nữa là Kỳ Lân tuyển chọn những con da đẹp nhất, thuộc loại 1 mà đẹp nhất, không một tì vết và không một điểm chê. Toàn bộ da lót bên trong Kỳ Lân sử dụng đó chính là da dê nhập khẩu từ Pháp. Và da dê cao cấp nhập khẩu từ Pháp này còn có tên gọi là Aran Sunny. Và chất liệu da này cũng được Hermès chọn làm da mặt chính bên ngoài. Và hôm nay Kỳ Lân cũng chọn dùng, và Kỳ Lân chọn dùng da mặt bên trong, da lót. Và để kèm với túi xách này thì có một cái dây để chúng ta đeo. Bình thường thì khi mà chúng ta đi di chuyển, đi công tác, đi công việc, đi du lịch, đi chơi thì chúng ta sẽ cầm như thế này. Dây đeo này thì Kỳ Lân chọn là hai mặt đều là da cá Alligator luôn. Và đây là phụ kiện cao cấp nhập khẩu. Chúng ta móc vào đây, chỗ này mình có thể xoay được, nên là khi mà mình ráp vào, mình lắp vào á, thì mình không cần để ý là mặt nào là mặt chính, mặt nào phụ cả, mình cứ đưa vào thôi. Dây này thì Kỳ Lân làm như dây thắt lưng, có lỗ, đục lỗ sẵn luôn. Xỏ ra, rồi mình di chuyển kéo lên bớt, y chang như là dây thắt lưng mà chúng ta dùng vậy, kéo lên. Đó, Kỳ Lân chắc cao nên Kỳ Lân cho xuống gần cuối luôn. Rồi, sau đó Kỳ Lân xỏ vào đây. Ở đây còn có một cái đầu để giữ lại, để không bị vinh ra ngoài, không bị dính lên khi chúng ta sử dụng. Ngay lập tức cái túi sẽ thấp xuống một xíu, đúng ý chúng ta. Cỡ sách này có một cái khóa, và khóa này chúng ta có thể khóa lại bằng cách là dùng cái chìa khóa này. Đó, chúng ta khóa vào đây. Khi khóa xong rồi, chúng ta muốn cắt chìa khóa đi thì chỉ việc là kéo ra như thế này. Xách đi vô cùng cá tính. Còn cái này chúng ta muốn dùng cũng được, để vô cũng được, làm vật trang trí phía trước cũng được. Còn không thích chúng ta tháo ra, bỏ vào trong cắt luôn, hoặc để ở nhà cũng được. Cái này, cái phần chìa khóa này. Rồi bây giờ chúng ta cùng khám phá bên trong xem có gì, chức năng gì. Bên trong thì sẽ có một ngăn lớn đựng được nhiều đồ. Ngăn này rất lớn, đựng được nhiều đồ. Và trong ngăn lớn này sẽ có hai ngăn nữa. Một ngăn là có dây kéo để chúng ta bỏ những cái vật dụng quan trọng, những giấy tờ, những cái nhỏ, những cái dễ bị rớt thì chúng ta sẽ bỏ vào đây để bảo quản thật tốt. Sau đó chúng ta kéo dây kéo lại. Và đối diện cũng có một ngăn nữa, là ngăn này bỏ được những cái đồ lặt vặt linh tinh, chúng ta muốn bỏ gì bỏ vào đây. Còn ngăn lớn là chứa đựng những đồ lớn. Đó là những công năng sử dụng bên trong. Đối với mã sản phẩm túi xách Kylan này, chúng ta có thể chọn nhiều màu sắc da khác nhau. Kiểu này, mã kiểu này là Kylan. Và chúng ta chọn màu sắc da, ví dụ như đây là da cá Alligator Himalaya. Nếu như quý khách không thích da này, thích màu da khác, tại vì mỗi người là mỗi sở thích, mỗi người là những cái gu về màu sắc khác nhau, hoặc là có thể làm một lúc mã này nhưng mà nhiều màu, chúng ta có thể chọn da này. Đây là một cái mã khác mà mã sản phẩm này Kỳ Lân đã review ở rất nhiều clip trước rồi.
Nếu như quý khách muốn xem thì có thể xem lại trên kênh YouTube cũng như trên fanpage cũng như trên website của Kỳ Lân Luxury, hoặc là qua Zalo của Kỳ Lân Luxury số 0901 247 247. Nói chung là da thì Kỳ Lân nhập tại các nhà máy lớn, nhà máy chuyên thuộc da lớn cho hầu hết các hãng thời trang lớn như là LV, Hermès. Thì Kỳ Lân nhập sẵn những cái con da như thế này, những con da đã thuộc hoàn thiện và những con da loại 1, những con da tốt nhất của loại 1 với nhiều chất liệu màu sắc khác nhau. Lúc này quý khách có thể đến showroom của Kỳ Lân để chọn trực tiếp con da này, hoặc nếu như quý khách ở xa thì Kỳ Lân sẽ gửi chụp hình gửi những con cá sấu nhập thuộc về đã hoàn thiện thuộc da. Kỳ Lân sẽ gửi hình cho quý khách chọn chất lượng da cũng như màu sắc da. Tất cả những con cá sấu đều nhập từ các công ty lớn và có mã vạch, có thông tin công ty, có size cá. Và những công ty này là những công ty Kỳ Lân chỉ nhập từ những công ty chuyên thuộc da cho những công ty thời trang lớn như là của LV và Hermès thôi. Rất nhiều màu sắc da, bất kỳ màu sắc da nào quý khách yêu cầu Kỳ Lân đều có. Bất kỳ mẫu da nào, da cá sấu hoặc là da B, Togo, Epsom cũng được. Và thường thì khách hàng chọn da nhiều nhất bên Kỳ Lân Luxury đó chính là da cá sấu hoặc là da B, Epsom và Togo. Vâng, và như vậy video clip đến đây xin được phép kết thúc. Kỳ Lân trân trọng cảm ơn tất cả các khách đã quan tâm đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury. Và để chọn sản phẩm, để xem sản phẩm của Kỳ Lân, để xem những sản phẩm cập nhật mới nhất thì xin mời tất cả quý khách hãy subscribe, đăng ký kênh YouTube, fanpage TikTok cũng như là theo dõi trên website kylanluxury.com, hoặc gọi trực tiếp vào số hotline cũng như là kết nối qua Zalo số 0901 247 247. Đội ngũ chuyên nghiệp của Kỳ Lân Luxury sẽ phục vụ tất cả sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao đến với tất cả quý khách hàng thân yêu. Xin thân ái kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.